quá. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình trước đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh bên kia rào ạ. Em tên là Tống Thị Ngọc Tuyền. Em 28 tuổi nhưng mà trong giấy khai sinh em chỉ có 26 tuổi thôi. Em hiện tại là đây là nhân viên bán thuốc, quê em ở Đồng Tháp ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. MC Quyền Linh, chào em. MC Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả ở trường quay. Em là tên là Anthony William Hồ. Hả? Lên... Cái gì? Anthony, Anthony William Hồ. Yes. Anthony William Hồ. Yeah. Tên Việt Nam là Lâm Văn Hổ. Công việc của em là chăm sóc mảng về lớp xe. Anthony William Hồ. Dạ. Tên là Hổ. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh chị. Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ, nhưng mà hiện tại là em đang sinh sống tại quận 12. Công việc của em thì tối ngày thì chỉ có đi thị trường với lại gắn bó với những cái mỏ, với lại lớp xe rồi không. Nên bởi vậy là khi mà tìm kiếm mối quan hệ nó cũng hơi hạn chế. Mỏ gì em? Dạ, mấy cái mỏ với mỏ than, mỏ đồng, đồ các thứ á chị. Nhưng mà tự nhiên sao em có cái tên lạ vậy? Ai đặt cho em cái tên kia vậy? Là do là bên của sếp của em là ông James với lại ông Martin luôn nói là làm thị trường với lại bên của mấy công ty khác cũng như là bên nước ngoài thì bắt buộc phải có một cái tên là của ngoại quốc một chút xíu, nghe cho nó Tây Tây. Mà em cũng Tây Ninh nữa nên mới vậy chọn luôn cái Anthony. Ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, về phần ưu điểm với lại khuyết điểm của em á thì em nghĩ là ưu điểm với khuyết điểm của em cái hai cái nó là một. Tại vì là khi mà em làm việc cái vị á thì em cũng có một cái quan điểm là làm hết mình. Khi mà hoàn thành công việc thì xong thì thôi. Nhưng mà đôi lúc mà làm việc á thì em cũng có hơi khó tính một chút xíu với lại mọi người. Là em muốn cái công việc của em phải hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Khó quá, người ta nói là ông nó khó ưa lắm. Làm việc mình phải ra làm việc, anh cũng vậy đó. Không, anh cũng hay quạ quọ trong lúc làm việc. Coi như là ưu điểm và khuyết điểm luôn á ha. Dạ dạ. Rồi, bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ và thông cảm ạ. Còn khuyết điểm của em là nhát, sợ gặp người lạ lắm ạ. Người khác nói lớn tiếng á hay làm cho em giật mình, cho nên là đó là cũng là khuyết điểm của em ạ. Đó rồi, nói lớn tiếng là em giật mình hả? Dạ. Chung là hơi yếu đuối, cái gì cũng sợ dạ, chứ không? Tại vì tính của em là hơi bị mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Sợ bạo lực, đúng không? Dạ. Rồi, cái tình trường của mình là như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là mới cho người đó cơ hội thôi. Mối tình thứ hai là em quen người đó cũng được 2 năm. Xong rồi người đó đi hợp tác lao động nước ngoài, rồi có người khác, thế là chia tay. Trời ơi, buồn dạ. Vậy là đi rồi đi luôn đó, xa mặt cách lòng luôn đó. Dạ. Thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, Hổ có bao nhiêu mối tình? Tình trường của em thì em cũng có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên. Thật sự là 2 mối tình của em đều kết thúc hết á, là do là thứ nhất là tuổi trẻ, cái thứ hai nữa là năng lực tài chính của em lúc đó nó chưa có được đáp ứng đủ cho cái gia đình của phía bên của bạn nữ. Bây giờ là công việc ổn định, kinh tế ổn định chưa? Dạ, nay là công việc giống như là kinh tế ổn định rồi, nên bây giờ là em cũng muốn tìm cho mình một nơi để cho mình làm xây dựng một cái tổ ấm. Với lại một phần nữa là mấy đứa bạn của em đấy, nó nói em ế quá. Lý do em có biết không? Hàng ngày em chỉ có cái công việc và đi lên mỏ, đa phần cái mối quan hệ của em đó là tiếp xúc với lại nam là chính. Mình sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào hả bạn gái? Dạ, thứ nhất là trung thực, không lừa dối. Thứ hai là người có bản lĩnh. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Da ngăm ngăm giống như là ca sĩ Đăng Nguyên, nhìn men. Da này ngăm luôn á. Ngăm luôn, ngăm đen luôn. Tựa như than được không em? Quảng Ninh đó. Em không thích mẫu bạn trai như là râu quai nón, nhìn theo cảm nhận của em thì nhìn dăm dăm sao đâu á, em không có chịu. Cái gì? Râu quai nón sao? Nhìn có vẻ dăm dăm cho nên em không chịu ạ. Của mấy người râu quai nón là dăm hả? Dạ. Mấy người râu quai nón người ta hiền lắm á. Bên đây không có râu quai nón mà có một cái râu nhỏ nhỏ. Em nhớ Hồng Tơ không? Dạ nhớ. Đó, anh có râu vậy có sao không? Dạ không sao. Râu tài đó. Râu đó là râu tài được anh. Dạ. Rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn.
Khổ ghê, tao tập gym cho có sức khỏe em ơi, tao mới che chở bảo vệ em được. Có bụng hơi phệ phệ tí xíu thì cũng được. À thích bụng phệ hả? Dạ vừa thôi anh. Vừa phệ thôi. Dạ. Hói thích không? Ừ, em không thích hói đâu. Cao khoảng 1m65 trở lên là được ạ. Không thích tóc xoăn giống như người châu Phi ạ. Thế cái gì em cũng không thích thì hói. Dạ, đó là lý do vì sao mà em khó có thể tìm được một người hợp với nhãn ý của em ạ. Xăn cũng không được nha, hói cũng không được. Xin giới thiệu với em Anthony William Hổ. Không có những gì mà em không thích hết, chỉ có chút xíu hầm râu thôi. Đại diện nhà trai Lulu Linh xin xác nhận. Cái gì Lulu Linh là gì? Cũng có tiếng nước ngoài vô Lulu Linh. Lulu là con chó mà. Thế lộn tên rồi. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Gì? Có tào lao nữa hả? Có tào lao. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực. Nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Cho nó vui đúng không? Thì cho nó vui. Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì... Tao nói mình tào lao. Tao nói mình tào lao. Mình hơi tăng tào thôi, có tào lao gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì bây giờ hiện tại em muốn tìm một mẫu người bạn gái. Lúc nãy là em có nghe bạn nói là bạn làm bên phía bên dược. Cái nghề đầu tiên của em là khởi đầu bằng dược. Nếu như mà bạn gái ở bên kia là có kỹ năng bên dược thì sau này em có thể hỗ trợ cho bạn để phát triển cái ngành dược lên nhiều hơn. Mở cái tiệm thuốc bán ha. Em có thể mô tả chi tiết mà người yêu em muốn như thế nào? Em cũng không có cầu kỳ là bạn đó phải quá đẹp, quá xinh hay gì hết. Với một cái nữa là hiểu chuyện. Bao lâu nữa thì em lập gia đình được? Càng sớm càng tốt. Sớm thì, là bao lâu nữa? Thì trong năm nay cũng được. Năm nay em đã sẵn sàng mọi thứ hết sẵn chưa? Sàng hết mọi thứ rồi, em cũng tự tin. Rồi, điểm gì em không thích ở người phụ nữ? Đụng cái gì cũng càm ràm. Không thích càm ràm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy cô con gái cũng rất là dễ thương. Cái như cụ thể em muốn là cái hình dáng người con gái thế nào? Coi bên đây có giống không? Nếu như mà chiều cao thì khoảng tầm khoảng 1m60 là ok. Trên dưới cũng được, không sao. Được rồi, ngon. Dạ, vui tính. Dễ thương, rất vui. Em không có quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn. Có một chút cá tính thì ok hơn. Có. Dạ. Sao thích dáng người như thế nào? Em nghĩ là giống như chị Cát Tường là ok nhất. Cảm ơn em. Dạ, không có, tại vì chị Cát Tường là hội đủ đầy đủ hết các tố chất của người phụ nữ của Việt Nam mà. Cuộc đời lần đầu tiên tôi nghe. Rồi bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em ạ. Rồi cho chị gặp chị ruột của em nha. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Và em chào quý vị trong trường quay. Em là Mỹ Duyên, là chị của Ngọc Tuyền. Thì đến tuổi cũng cập kê rồi, cũng lập gia đình để cho nhà cũng an tâm. Hôm nay nếu mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường tác hợp cho hai em được thành công, gia đình em cũng cảm ơn anh chị. Nhận cái đầu heo ha. Dạ. Chị thấy bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cũng được. Dạ em cảm ơn chị. Đẻ. Nếu mà em thích thì em cứ tìm hiểu thêm. Thì chị là gia đình thì chị chỉ nhìn thì nói chung là cũng được. Rồi cảm ơn chị. Tại đi với ai? Em hiện tại là em đi với lại hai người bạn thân, với lại một người đồng nghiệp của bên của công ty. Rồi mời đại diện bên nhà trai. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Chào em. Chào trường quay, tất cả mọi người ở trường quay. Em là Bích Trâm, bạn của Hổ ạ. Vậy hôm nay em nhìn nhận hai bạn này như thế nào? Dạ đối với bạn gái bên phía này mình thấy cũng xinh. Em thấy bạn nữ với lại Hổ thì hai người cũng rất là... Nói chung là nhìn ở bề ngoài thì rất là hợp. Còn về tính cách thì em thấy bạn nữ ở đây rất là thân thiện và rất là vui. Thì cho nên là trước mắt thì thấy hai người nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Rồi chuyện gì đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Kéo rào. Hôm nay anh đến đây có một món quà để gửi tặng cho em. Cái này tượng trưng giống như là cái móc khóa là gửi trái tim của anh đến cho em, hy vọng là em có thể gìn giữ. Vậy sao cái móc khóa không có hình trái tim vậy anh? Anh chỉ có ôm cái lớp xe thôi, nên bởi vậy hình ảnh tất cả đều là lớp xe, nên em cứ yên tâm là không có người con gái nào khác. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh thấy em sao? Nói chung là nữ là lúc nào cũng là xinh đẹp hết trong mắt tất cả mọi người hết. Hôm nay thì anh cũng muốn một món quà
là gửi tặng đến em là một bài thơ nhỏ. Rồi, hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự, ngồi đi. Buổi sáng có chàng trai xin chết, sau khi dân nàng hết hết trọn tình yêu, nàng vô tư nàng chẳng nói gì nhiều, giận một nỗi chàng liều chàng chết. Trước phiên tòa, trước địa phủ, trước lương tâm, trước muôn năm chàng vẫn nói một lời, yêu em lắm nên anh liều anh xin chết. Rồi bạn nữ mình hát tặng bạn nam một đoạn cho em. Em cũng xin hát tặng cho anh một đoạn của bài hát. Sao cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mộng mơ, ôi rừng đời hoang sơ, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá, bên lưng đèo cao tiếng suối trong ngàn đá dư âm về đâu, như khơi bao niềm thương yêu về niềm khổ liêu bên bác xưa rừng chiều. Em hát rất là hay. Quan điểm với tình yêu hôn nhân gia đình của anh á, thì anh không có yêu cầu gì cao hết. Anh với em có thể là có cơ hội tiến sâu hơn, thì hy vọng là em có thể là thay anh chăm sóc gia đình, cũng như là bên bên nội cũng như bên ngoại. Em bị vấn một số cái vấn đề, giống như là xảy sinh mâu thuẫn trong gia đình chẳng hạn, thì em cứ việc sẻ chia, anh sẽ là bờ vai để cho em nương tựa, cũng như là chia sẻ cảm xúc của bên của mình. Ví dụ như về nhà anh nhưng mà em khó có thể làm dâu được thì sao ạ? Cái phần làm dâu thì em cứ yên tâm đi, nhưng mà em yên tâm là về nhà thì thậm chí là em chắc em không có phải làm gì đâu, tại vì má của anh rất là cưng con dâu. Khi mà em nói em cần thì anh có thể sắp xếp công việc đến ngay và liền được không ạ? Em nói là em cần là anh đến ngay đó, anh sẽ sắp xếp để đến với em nhanh nhất. Dạ, cảm ơn anh. Chuyện hẹn hò, bây giờ mình hẹn sao? Anh và em có thể là đi xem phim, đi dạo. Sở thích của em là như thế nào? Bình thường buồn thì em hay đi siêu thị shopping. Có ai làm cho em giận đó, thì em đi shopping thì em phải mua đồ nhiều. Còn lúc mà em không giận bình thường đó, thì em mua cũng ít nhiều luôn. Hay, cái này hay nha. Không ai dám làm em giận đâu. Bây giờ là em cố gắng sẽ làm sao là để không có làm cho em giận là an toàn nhất, đúng không em? Rồi, bây giờ hai bạn quan điểm thế nào về con cái nào, con trai hay con gái? Anh sẽ nhường lại cho em trước. Em cần con trai hay cần con gái, anh cố gắng anh sản xuất. Nói với em, con trai, con gái gì cũng là con nào em cũng thích hết. Vậy sản xuất được hết không? Cố gắng à. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em nhìn thấy anh thì cũng có vẻ hiền đó, cũng dạng lắm luôn á. Chững chạc, chân thành lắm đó. Dạ, chững chạc. Bạn nữ thứ nhất là hiền và có một cái cá tính. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Anh thấy rằng cô gái rất là dễ thương, rất là hiền. Chàng trai cũng vậy, chân thành. Cặp này người kia ít nói, người này nói nhiều cũng sao, bổ trợ cho nhau cũng được ha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 Tôi là tôi bấm đó. 3 Bấm. Hết thời gian. Mời em. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Đó. Làm như đối tác vậy đó. Đâu phải chỗ bán thang đâu. Rồi, nắm tay nhau thật chặt. Hãy hôn nhau. Chứng tỏ rằng các bạn đến với nhau vì nhịp tim của mình, chứ phải bất cứ điều gì cả. Em cũng xin chị cho phép em có thể là hôn em út của chị được không chị? Dạ. Em cho anh hôn chỗ nào? Dạ, sáng em gội đầu rồi, cho nên anh cứ hôn trên mặt, trên tóc em là được. Gọi xà bông bột đó. Thôi bây giờ anh giới thiệu về bản thân của anh ha. Anh cho em biết những cái thông tin của anh, họ tên, nghề nghiệp, tuổi, với lại là mình đang sinh sống ở đâu nha anh. Dạ, em tên Nguyễn Văn. Dạ, Nguyễn Văn gì anh, em nghe không rõ, nói lại giúp em với. Nguyễn Văn Hoàng. Ừ, mình cố gắng trò chuyện lớn hơn một xí giùm em ha. Dạ rồi. Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1983. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở đâu anh ha? Chia sẻ giúp em thêm cái nghề nghiệp hiện tại của mình luôn nha. Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở huyện U Minh. Dạ, em đi làm nghề cơ khí, các nhà điện chế đồ. Ừ,
Mình làm cái ngành nghề đặc biệt như vậy đó, thì không biết là thu nhập của mình có ổn định không anh ha? Là tầm khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu ạ? Dạ, cái thu nhập của em là nó cũng tùy theo tháng nữa chị. Có khi em mười mấy hai chục cũng không chừng, rồi có khi 3-4 triệu cũng không chừng. Tại vì em cũng lãnh riêng đó, rồi em làm tùy theo tháng mình có hàng nhiều cao. Dạ rồi, thì mình làm như vậy là có khi nào mà mình nhận những cái nhà nó ở xa mà mình phải đi làm sao không anh? Hay là mình chỉ nhận trong cái khu vực mình đang ở hả? Dạ có chị. Em cũng có nhận, nhà gần em cũng có nhận hết. Là tần suất nó nhiều không anh? Tần suất mà mình phải xa nhà nhiều không anh? Dạ, xa nhà thì cũng nhiều á chị. Dạ rồi. Hiện tại là mình đang sống với gia đình hay sao ạ? Dạ, em đang sống với gia đình, em có một mẹ già và một người hai. Em đi làm ở xứ người đó, nay cái tháng 20 năm này chị. Là em cũng đọc được xong cái gì đó là em nuôi cả gia đình. Dạ rồi. Rồi chia sẻ giúp em một xíu về cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em thì em rất là năng động trong công việc, làm em nhiệt lành, tương lai lo cho tương lai mình. Còn nhược điểm thì sao anh? Điểm thì em hơi chậm chút. Em không không rượu. Không rượu bia luôn hả anh? Mình có hút thuốc không ạ? Dạ, thuốc thì em có hút, và trước đây rượu bia thì nói chung em cũng có, mà một vài ly ít. Nói chung đi mà làm ăn giao tiếp bạn bè, làm ăn em thì ngạc lắm, em cũng được vài ly thôi chứ bình thường thì không. Hút thuốc là mình hút nhiều không anh? Dạ, thuốc thì em hút cũng ít đấy chị. Một ngày mấy điếu anh? Một ngày tầm mấy điếu? Dạ, một ngày em cũng khoảng 10 điếu trên ạ. Trời ơi, 10 điếu trên mà kêu ít. Rồi, chia sẻ giúp em thêm về cái tình trường của mình ha. Là mình độc thân hay là mình đã từng lập gia đình chưa ạ? Cũng như là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình và lý do tại sao mình không thể tiếp tục với mối tình đó anh? Dạ, em vẫn độc thân, em chưa có gia đình. Từ đó giờ em chưa gia đình, em độc thân. Em chỉ có được 2 mối tình. Mối tình thì tại em còn nhiều tình tình thì thời gian gần đây. Thời gian gần đây là cụ thể là hồi nào anh ha, và tại sao là mình chia tay cũng như là mình không có bên nhau nữa? Mối tình gần đây thì do mà người nữ theo thầy bói đó, thì cái tuổi nó không ổn, bởi vì em và cái người đó đó là lớn nhỏ 3 tuổi, thì cái tuổi không hợp với cái người đó. Là mình chủ động chia tay hay là bạn nữ chủ động chia tay do cái tuổi không hợp với anh? Bạn nữ chủ động chia tay chứ. Vậy là do bạn nữ nghe theo thầy bói là do là nói là tuổi của mình không hợp cho nên là bạn nữ không quen nữa ha anh? Và thầy bói nói mình 2 tuổi đó nó không hợp, với cái thứ hai nó cắt cậu. Là từ đó tới giờ bao lâu rồi anh không quen ai? Dạ cũng lâu rồi chị. Lâu là mấy năm anh? Khoảng 2 năm nay rồi chị. 2 năm nay không quen ai. Rồi vậy thì là nếu mà tham gia với chương trình thì anh muốn là chương trình sẽ làm ai cho mình người như thế nào? Về tuổi tác, vùng miền, ngoại hình này kia anh. Có mấy người nữa vậy? Anh ơi. Dạ rồi, anh nói lại giúp em nha. Hình mẫu bạn gái ha, mấy người như thế nào á? Mà quỷ kết bạn chặn số chung chơi. Mấy người bị rớt mạng hả ta? Bên đó rớt mạng á chị, bên nhân vật bị rớt mạng á chị. Rồi, alo anh ơi, anh nghe rõ em không? Cuộc điện thoại nó điện hoài đó.
Ồ rồi, ok bây giờ ổn định chưa anh? Dạ ổn rồi chị. Dạ rồi, chia sẻ tiếp giùm em ha. Dạ bạn gái em thì em cũng yêu cầu được vui vẻ là thì nhớ nhẹ chút là được. Vui vẻ, nhanh nhẹn. Rồi về cái ngoại hình của bạn nữ á, thì có yêu cầu nào không anh, cụ thể hơn với em là khoảng cao bao nhiêu, rồi nặng bao nhiêu, rồi như ngoại hình bạn nữ anh có yêu cầu đặc biệt không thì anh chia sẻ cụ thể giúp em để cho bên chương trình dễ tìm được cái người phù hợp với mong muốn của mình nha. Dạ cao tầm khoảng 1m55 trở lên là được chị. Nếu mà ở độ tuổi mà người ta cũng tầm tuổi mình mà đã từng lập gia đình thì có được không anh? Nếu mà có lập gia đình đó thì không chưa có con riêng thì cũng được chị. Lập gia đình mà chưa có con ha. Còn tuổi tác thì là tầm tuổi mình trở xuống ha. Dạ. Bạn gái có bắt buộc là phải ở dưới miền Tây luôn không hay ở đâu thì được anh? Nếu mà bạn gái được ở miền Tây luôn á thì đã chị, tại vì em á thì kinh tế là cái điều kiện nó cũng hơi khó khăn á chị. Ở miền Tây luôn càng tốt rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không anh? Thêm bàn phím gõ đã không? Không chị, em chỉ yêu cầu là bạn nữ biết lo vui vẻ và chung thủy là được chị. Rồi ví dụ như ở miền Tây anh có ca văn nghệ rồi được không? Ca cổ rồi được không? Dạ em cũng chút mà đều dở lắm chị. Thử coi dở cỡ nào. Hoàn toàn là sẽ sống. Ca luôn dở hả chị? Đúng rồi, ca luôn, ca luôn. Nha, ca luôn, tổng cuộc. Mấy câu thôi. Đi cột nhiên, đi thở ra không ạ? Bác đếp lên kia tiếng ai đứa thở không? Em quên đó thầy chị. Ráng mấy câu thôi, trời ơi, cơ hội đó. Nga, ta đi cứu lại, biết rồi này kia các thứ. Tao đang đợi bạn, tao sẽ đi cho tao. Mua tao về quê đưa đi, về tao kêu bọn ngoại xóa cho. Nhà tao đầy cái này, bọn ngoại tao đam mê đó. Nếu mà mình không nhớ thì cố gắng là nếu mà khi mà biên tập họ làm nội dung với mình đó thì mình cố gắng chuẩn bị ha, để mình có cái sự chủ động hơn nha, phải tự tin mạnh dạn hơn nữa thì mới đạt cái tiêu chuẩn để mình lên truyền hình, mình nói chuyện với MC với bạn gái được. Còn đến đó thì đâu có ai nhắc mình đâu, đâu có biên tập đến đó nhắc mình. Rồi ok, cảm ơn anh Hoàng đã cáp tin cái buổi ngày hôm nay nha, anh đợi thông tin gì chương trình nha. Dạ rồi, mình xong rồi mình thấy nó cũng gọi đi anh. Dạ, phát cuộc gọi sao chị, em không hiểu chị. Dạ anh nhớ chưa, màn hình đó bấm nút đỏ thoát. Vậy như là mình tắt là rồi đó hả chị? Đúng rồi ạ. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều hả chị. Dạ rồi, chào anh ạ. Dạ, chào chị. Bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình ha. Rồi mình đến với mẫu chương trình thì mình muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? Dạ là tên là đầy đủ là Biện Ngọc Tuấn, sinh năm 10 ngày 16/4/1986, quê quán Tuy An, Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Nhân Trạch hôm nay. Và cái nghề nghiệp của mình là đang là giám sát sản xuất trong một công ty của nước ngoài. Giám sát sản xuất là mình làm quản lý đấy hả? Dạ đúng rồi. Công ty về cái gì hả Tuấn ha? Dạ công ty Summit Polymer của tập đoàn của Mỹ. Ok, thế là trước này mình làm công việc này thì trước mình học ở trường nào, ngành nào? Dạ trước là học Đại học Công nghệ Đồng Nai, cái ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Tuấn là gì ha? Điểm mạnh của mình là vui vẻ hòa đồng nè, biết nấu ăn nè, biết
dọn dẹp nhà cửa. Còn còn điểm yếu là đôi khi hay nóng tính, lâu lâu nóng tính hay quạo. Hay quạo lắm hả? Nói chung là cũng không hay lắm đâu, là thỉnh thoảng giống như một cái vấn đề đó mà làm đi làm lại hoài không được, cái nó bực mình nó vào xíu rồi hết hoài thôi. Rồi có năng khiếu tay lẹ thì được không? Hát hò thì được không? Dạ. Có hát hò thì được không? Hát thì karaoke thì hát cũng được thôi, chứ mà ở ngoài không không chưa hát bao giờ. Chưa hát bao giờ, rồi hát thử đoạn được không? Không, ngại nhỉ, không hát được. Ngại lắm hả? Ngại. Trời ơi, thế đang ở Đồng Nai là ở với ai? Mình mua nhà ở Đồng Nai chưa? Dạ, đang ở nhà thuê thôi ạ, chưa mua nhà. Chưa mua nhà, có ý định mua nhà không? Thì hay là có ý định làm việc ở Đồng Nai không, hay là về quê? Nói chung là cũng nơi nào sống, chẳng hạn như bây giờ có gia đình đó, thì nếu mà vợ muốn ở đây thì cố gắng lập nghiệp ở đây, còn nếu mà vợ muốn về quê thì ở nhà quê có đất sẵn đó, thì về cất nhà ở, xây nhà ở thôi và kinh doanh nhà thôi. Ok, thế tình trường của Tuấn thì sao nhỉ, mấy mối tình rồi? Dạ được 2 mối tình rồi. Nhưng là 2 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình hồi mà thời sinh viên á, hồi cũng mấy năm á, 4-5 năm. Nhưng mà giống như hồi đó gia đình cũng khó khăn quá, với lại cũng trong tay mình cũng khó khăn quá, nên cũng không có hai đứa yêu thương nhau, nhưng mà không đến nhau được. Lúc ấy nó còn nghèo, chưa có gì trong tay đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình thứ hai thì chia tay cách đây 1 năm rồi, thì kiểu như không có đồng quan điểm á, thì mỗi người có một cái nói chung là không có đồng quan điểm, không có cái thể nào mà hòa hợp lại được thành một á, nên chia tay. Không hòa hợp được hả? Quen được bao lâu? Nè, cũng mấy tháng à, kiểu như quen tìm hiểu nhau mà không có hợp tính với nhau á, mỗi người có mỗi cái cách làm việc khác nhau, là mạnh ai nấy làm, nên không có thống nhất được trong cái tiếng nói chung. Thế giờ muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì em muốn tìm mẫu người là nói chung cũng biết chịu khó xíu, biết lo chuyện nhà xíu là được rồi, biết thương gia đình, là biết chăm sóc gia đình và thương yêu cha mẹ là được rồi. Tuổi thì có tầm 20 mấy vậy đó. Là trên rồi. 20 đến bằng tuổi Tuấn được không? Nói chung là tầm 30 trở lại thôi. 30 trở lại thôi hả? Là nhỏ hơn mình tới 8 tuổi hả? Đâu, mới có 36 mà. 36 gì nữa không? Sinh năm 86 mới 37 tuổi rồi. Tới tháng 4 mới được 37 tuổi, bây giờ mới còn 36 mà. Trời đất ơi. Tuy siêu tính của các cụ đâu mà lên 38 rồi đó. Nhiều khi nếu mà lớn tuổi quá, giống như phụ nữ thường hay già trước ấy. Già đó mà già, trời ơi, già hay trẻ là do ông thôi ông ơi. Phụ nữ già hay trẻ là do ông, thì muốn là khác. Muốn thì muốn vậy, chứ mà duyên tới đâu thì hay tới đó. Nhưng mà maximum có thể chấp nhận được là bạn gái bao nhiêu tuổi? Tầm 32 thôi, nhỏ hơn 5 tuổi. 32 tuổi. Yeah. Rồi, ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì biết chăm sóc cho bản thân xíu, đừng có lụm thụm quá. Cao thấp mập ốm sao? Cũng không có mập quá, vừa cao thì tầm 1m65 trở lại, tới 1m55 tới 1m65 thôi. Tuấn cao mét bao nhiêu? Dạ 1m66. Yeah. Gái 1m50 được không? cũng được, không đến nỗi. Hay giữ ít quất đôi giày 2 tấc và nữa là cao mình rồi đó. Ok, về mua quê quán các bạn gái thì sao, mình có mong muốn gì không? Thì nếu mà được chương trình giúp đỡ cho là ở cùng quê thì càng tốt, hoặc là mấy tỉnh lân cận gần gần đừng xa quá. Lân cận là lân cận Phú Yên hay lân cận Đồng Nai?
Nói chung là từ từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa hay là Ninh Thuận, Bình Thuận gì cũng được, Đồng Nai cũng được. Quảng Ngãi được không? Từ Quảng Ngãi đổ vào đây được không? Dạ được, từ từ bạn ngãi vào đây là được, đừng ở xa miền Bắc quá là được, đừng Ok. đừng ở xa miền Bắc với lại đừng ở xa với miền Tây là được. Rồi, về tính cách của bạn gái thì mong muốn gì này? Mong muốn một cô gái là nói nhiều, nói ít hay là như thế nào? Dạ thì muốn tính cách của người phụ nữ là cũng hòa đồng, giống giống như giống như em vậy, hòa đồng để dễ sống, người nói nhiều người ít nói thì nó cũng ấy, nhưng mà vui vẻ hòa đồng là được, không không có khó khăn lắm. Ok, rồi, cảm ơn Tuấn ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì mình còn một lần nữa làm nội dung kỹ hơn, thì lúc đó thì mình sẽ trao đổi kỹ hơn về cái mẫu người mong muốn của mình ha. Nếu có người phù hợp thì mình sẽ ghi hình nha. Dạ cảm ơn chương trình. Dạ. Rồi, cảm ơn Tuấn.